lâu á thì chúng ta phải cầm lên trên tay mình một cái tờ giấy. Nói chung là bất cứ một cái gì có thể ghi lại cái địa chỉ. Và sau đó chúng ta phải nhắm mắt lại và xem coi định hướng cái địa chỉ này nó nằm ở khoảng nào. Trước khi chúng ta đi, chúng ta không thể nào có cái địa chỉ mà đi càng đi bừa, đi không suy nghĩ mà không biết mình phải đi hướng nào. Đi đâu là phải có địa chỉ và phải biết rằng cái địa chỉ nó nằm, tuy mình chưa có thể nói chính xác, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng biết được nó ở khoảng nào để cái hướng đó để mình đi không có sai. Và sau đó cái điều thứ hai mà chúng ta cần là chúng ta phải để ý là cái chỗ này nó xa hay nó gần. Và từ nhà mình đi đến cái chỗ đó, cái khoảng đường đó, cái giờ đó mình đi nó có kẹt xe không? Để mình làm gì? Mình tranh thủ đi sớm. Thí dụ như từ đây mà lên tới chỗ đó 1 giờ, mà đi 3 giờ chiều, 4 giờ chiều là giờ đó kẹt xe lắm. Thì mình phải đi sớm hơn để mong là mình tới đó đúng giờ. Ngoại trừ những trường hợp là đặc biệt ngoại lệ, thí dụ như có một cái trận tai nạn xe cộ, bất cứ lý do nào sửa đường trên đường thì không nói. Nhưng mà phần lớn sở dĩ chúng ta đi lạc, xin lỗi, chúng ta đi trễ là lý do gì? Chúng ta ỷ lại. Chúng ta ỷ lại là mình lái nhanh, mình biết đường, không có kẹt xe đâu, vân vân. Và thậm chí mình nói tới chi sớm, tới cũng ngồi chờ. Nhất là đi ăn đám cưới, mời 6 giờ là tới 8 giờ mới ăn, là tại vì mình nghĩ được như vậy thì chục người, trăm người cũng có thể nghĩ như vậy. Cho nên cái đám cưới là từ 6 giờ mời, nhưng mà 8 giờ mới được ăn. Ăn xong hết giờ bắt đầu nhìn đồng hồ, thôi tranh thủ đi về để trễ. Mà trong khi mà chúng ta đi á, trên đường đi á, cho dù mình biết đường nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải ngó những cái bảng exit, coi mình có vô đúng cái exit không. Và thậm chí thỉnh thoảng mình biết đường đó, nhưng mà khi đi vào những cái chỗ ngõ ngắt, mình có thể bị vuốt rất là dễ dàng. Cho nên lúc đó phải đi xe chậm lại và phải dòm ngó cho kỹ để mình không có đi sai. Mặc dù chúng ta có cái GPS. Có người thì gọi cái GPS là bà tiên. Thế khi mà mình đi cái nó kêu mình quẹo trái quẹo phải, và thậm chí mình đi trật cái nó U-turn, make a left turn, make a U-turn. Nhưng mà cũng chắc gì nó nói đúng đâu. Có cái đôi khi nó nói sai và thậm chí nó dẫn mình đi múc chỉ cà tha, mà hỏng chừng cái địa chỉ đó nó sát bên này. Pháp Hòa có một lần đó, đi trên xe thì có cái em Phật tử em lái, thì Pháp Hòa mới chỉ, nó nói con không có nghe lời thầy đâu, con chỉ nghe vợ con thôi. Tới hồi mình hỏi kỹ là vợ là cái bà mà nói trong cái máy. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đưa một cái hình ảnh như vậy đó là để cho tất cả chúng ta có một cái cơ hội chúng ta nhìn lại cái cuộc đời mà của chúng ta. Trước khi chúng ta làm gì, chúng ta phải có một cái định hướng. Cũng giống như trước khi mình đi đâu, mình phải biết được cái hướng ở khoảng nào. Và thậm chí chúng ta phải tranh thủ thời gian, đúng không? Tại vì mình sợ trễ nè. Mình sợ trễ là mình phải tranh thủ, là nếu mà mình đi mà chỗ đó kẹt đường thì phải đi cho sớm, không thôi là mình sẽ trễ. Thí dụ như mình trễ một bữa ăn, hay là trễ một cái gì đó đơn giản trong cuộc sống thì có thể được. Nhưng mà nếu chúng ta đi xin việc làm mà chúng ta đi trễ thì coi như là cái cơ hội mà chúng ta có việc làm rất là ít. Tại vì điều trước hết là chúng ta không có chuẩn mực trong cái vấn đề giờ giấc, thì làm sao đủ niềm tin để người ta có thể mướn mình. Thì trong cuộc đời của mình cũng vậy, tức là có những việc rất quan trọng
Và chúng ta phải tranh thủ thời gian và phải định hướng cho mình một cái hướng đi, để chúng ta đi mà không có lạc hướng. Mặc dù đã định rồi đó, nhưng mà rồi tới đó chúng ta cũng phải chậm lại, để mà chúng ta biết chắc rằng chúng ta đi không có quá lố, không có vuốt cái địa chỉ. Đôi khi chỉ vô nhầm một cái exit, chúng ta có cơ hội quay lại, nhưng mà mất khoảng 20 phút sau mới tìm ra một cái lối đi, nếu chúng ta là người giỏi đường. Hôm rồi Pháp Hòa giảng ở Bắc Cali thì có một cô Phật tử, nhà cô chỉ cách cái chỗ địa điểm giảng chỉ có 10 phút thôi, mà cô đi nhà đi lạc đường 3 tiếng. Thì quý vị thấy rằng điều đó không bao giờ mình nghĩ rằng có thể xảy ra, nhưng mà sẽ xảy ra. Thầy nữ, đạo Phật là gì? Không phải là một tôn giáo đạo giáo để chúng ta chỉ biết một cái vấn đề là cúng bái thờ phụng, điều đó có, chúng ta làm, nhưng mà nó một phần nhỏ trong cuộc sống, trong cái sự thực tập của chúng ta. Mà đạo Phật là hướng dẫn cho chúng ta một cái hướng đi, để chúng ta đi cho nó đúng đường. Giống như chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta sống trong khổ đau, sống trong không có được niềm vui hạnh phúc, thì chúng ta chắc chắn sẽ vun vẩy những cái niềm vui hạnh phúc đó không có cho người khác. Một khi mà mình đang lái một chiếc xe, trong xe đó 7 người, mình lái chiếc xe đi lạc là 7 người lạc theo. Trong gia đình mình cũng vậy, nếu mình là người trụ cột mà mình đi lạc đường thì thế nào mình cũng sẽ làm cho cả nhà đó khổ sở theo cái lạc đường của mình. Ví dụ như giờ mình chọn một cái nghề mà chúng ta làm ăn, mà chúng ta không hề rành rẽo gì cái nghề đó, chúng ta biết gì cái nghề đó hết, rồi mình cứ là nhắm mắt mình đầu tư vào đó, rồi bắt đầu lỗ, thâm thủng lỗ, thì người nhà phải phụ tiền với mình. Mà bây giờ nếu mướn người thì làm sao trả, cuối cùng người nhà phải một hai người hy sinh đi ra đó phụ mình. Thành thử ra dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta ai cũng phải có một cái hướng đi cho mình, nhưng mà trước khi chúng ta đi, chúng ta cần phải có cơ hội ngồi lại và quán chiếu được cái khả năng mà mình đi, và thậm chí cái thời gian mình đi. Ví dụ giờ mình 70 tuổi rồi, không lẽ lấy tiền già ra đầu tư mở nhà hàng? Sao má không nghĩ đi, má mới 70 rồi con. Mà trong khi đó mình ra mình mở nhà hàng mà không biết tiếng Anh thì làm sao làm sổ sách? Hay là thậm chí mình không biết được cái thị trường bây giờ, cái kinh tế bây giờ như thế nào. Cho nên thỉnh thoảng á, người ta làm một cái thực đơn bán thức ăn, nhiều khi người ta phải biết được kinh tế để thậm chí người ta lời ít một chút để chúng ta giữ khách. Làm ăn là phải biết cách, thì nếu không thì mình cứ nhắm mắt mình làm thì không thể nào mình thành công được trên thị trường làm ăn. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những lúc mình cũng phải chậm lại, mình định hướng đi cho mình và chậm lại, và đồng thời chúng ta để chắc chắn rằng chúng ta không có đi trật hướng. Phật giáo là dạy cho chúng ta cái cách quán, thì những gì trong cuộc sống này hàng ngày nó đều trở thành ra những bài học, nó đều trở thành ra những bài pháp. Ví dụ như mình đang đi xong mình trật đường rồi, thì lúc đó mình làm gì? Không thể nào mà lái xe cà nhắc ở ngoài đường được, đụng xe chết. Cho nên là phải chắc chắn rằng khi lái xe không được xài điện thoại, không được nói điện thoại, không được bấm khi tìm địa chỉ, không được nhắn tin cho ai, nếu cần phải tấp vào trong làn. Cho nên thỉnh thoảng trong cuộc sống nếu mình đi phăng phăng mà thấy hình như là hơi có cái hồi mình hơi nghi là mình lạc hướng rồi, thì phải làm sao chắc chắn xem lại cái địa chỉ. Nhiều khi mình chỉ bấm có lộn có một số nhà thôi, đi chết luôn. Pháp Hòa đã từng bị như vậy. Người ta chở mình đi giảng, người ta bấm cái địa chỉ trật có con số thôi. Quý vị biết trật một số là đi một dặm, sai một ly đi một dặm là vậy.
cuối cùng người ta ngồi chờ mình mòn mỏi. Rồi tới đó là mình làm sao? Dạ sám hối đại chúng, tại vì lúc nào trong túi mình cũng có mấy cái chữ như là tại bị nhân nhị để sẵn, lỡ có chuyện gì là móc ra xài. Thí dụ mình có con là dễ đổ thừa nó nhất, tại lo mấy đứa nhỏ quá. Đi đường mà cái khúc đó giờ đó kẹt xe là mình có cơ hội mình đổ thừa dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa hay chọc, Pháp Hòa nói Phật giáo là có ba thừa nha: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Phật tử giờ tu thêm tăng thêm thừa là đổ thừa. Ở nhiều khi mình phải biết cái sức khỏe của mình, cái tuổi tác của mình, để chúng ta đưa chọn cho mình một hướng đi. Không có người nào mà sống trong đời mà không có một hướng đi. Trẻ phải có một hướng đi, già cũng phải có hướng đi. Cho nên thí dụ như người trẻ thì phải lập cho mình một cái hướng đi để mình chắc chắn rằng mình đi tới cái tương lai tốt đẹp. Mình nhìn cái môi trường, ví dụ mình được cơ hội là mình được có một cái thân thể tốt đẹp, mình ở trong một cái môi trường quá tốt, gia đình mình rất là hỗ trì ủng hộ mình, thì nhất định mình phải chọn một cái hướng đi cho mình, để rồi từ đó mình siêng năng, mình chuyên tâm vào trong công việc đó để mình có được một tương lai tốt. Người lớn tuổi cũng phải có hướng đi. Thôi, hướng đi của mình bây giờ là gì? Là làm sao mình tu tập. Mình không thể đi hướng nào nữa hết. Đường đời mình đã quá mòn mỏi rồi. Bây giờ mình phải làm một cái gì đó để mình chuẩn bị cho mình. Hồi sáng này có một Phật tử hỏi Pháp Hòa là làm sao để chúng ta có thể tạo được cái phước đức cho con cái. Thì Pháp Hòa mới thưa rằng á, cho dù bây giờ đặt trường hợp cho dù mình có để, nhưng chắc nó có phước nó nhận cái đó không? Ví dụ mình để cho nó 1 triệu đồng, nhưng mà nếu nó không đủ thông minh trí hóa để nó tiếp nhận 1 triệu đó và sử dụng 1 triệu đó, thì không chừng có thể trong 2 ngày ở casino là nó cũng hết. Thế nên nó cũng có hướng đi, nhưng mà cái hướng của nó là cái hướng cờ bạc, thì thế nào rồi cái số tiền đó cũng hết. Có những em nhỏ mình không có thể nào nói cho nó những chuyện mà hồi nhỏ mình được. Ví dụ hồi nhỏ ba mẹ dạy ăn cơm phải ăn cho hết, nghe không? Ăn không hết tội á, nữa ăn dòi. Hồi nhỏ mình học cái đó được. Bây giờ đem nguyên công thức đó mà ứng dụng cho mấy đứa nhỏ, không chừng là không quất. Chẳng những nó không có tác dụng mà nó còn đi ngược lại nữa. Nó nói mình nói chuyện trừu tượng. Thì cái cách Pháp Hòa là nói khác. Thay vì mấy đứa nhỏ nó ăn nó bỏ mứa đó, thay vì mình nói ăn tội gì đó, Pháp Hòa không nói vậy. Con ráng ăn cho hết. Tập ăn là phải ăn cho trọn. Cũng giống như cuộc đời mình làm việc gì phải làm cho nó xong, nó hoàn tất. Có thể mình nói như vậy nó thấy nó make sense đó. Ví dụ đi học về vớt một đôi giày bừa bãi, mình im mình không nói, kệ nó, nít mà. Mà chính cái con nít mà mình không chỉ nó cái đôi giày cho ngay thì mai mốt không cách nào nó vô được. Và chúng ta có một cái thói quen là gì? Con nít mà. Đó là của một định hướng của mình, là nó là con nít mà. Mà mình quên rằng con nít mà thì nó chưa đủ, nó định hướng thì mình phải định cho nó cái hướng tạm. Chưa chắc mình chỉ nữa lớn nó đúng, nhưng mà hiện tại bây giờ nó còn trong phạm vi của mình có thể dẫn nó được. Ở đây con nít dưới 14 tuổi nó phải theo mình. Trên 14 có thể mình nói con ơi con đi lên chùa con, nó nói no. Tại vì nó đủ, nó biết rằng nó đủ tuổi ở nhà rồi. Nhưng mà nó đủ tuổi ở nhà một mình mà nó chưa đủ tuổi ra riêng. Rồi trong 18 tuổi bắt đầu nó cũng trông dữ lắm. Nó trông nó 18, 19 tuổi cái bắt đầu bây giờ nó tuyên bố nó ra đi. Thật ra trong quý vị thấy là có những đứa nhỏ thường thường nó làm cái gì không xong, Pháp Hòa hay nói ráng làm cho xong là gì? Pháp Hòa nói rằng thầy có thể làm được hết. Con ăn bỏ mứa thầy có thể ăn. Con rửa chén bừa bãi thầy có thể dọn.
Nhưng mà chắc gì con sống với thầy trọn đời không? Cho nên ở đây thầy không có lười biếng, thầy không làm. Nhưng mà thầy muốn dạy tụi con là dạy cái cách sống. Cái cách sống nó quan trọng. Mình tài ba cỡ nào mà không có cái cách sống thì cái tài ba nó sẽ hại mình. Cái kiêu ngạo, cái tự hào, cái kiêu căng đó nó sẽ hại mình. Còn nếu mình giỏi mà mình có cái sự khiêm cung, mình có được cái cách sống, cái tế nhị, cái mềm mỏng, thì lúc nào nó cũng hướng đi. Tại vì sao? Tại vì chính những cái đó người ta trợ cho mình. Có nhiều khi người ta có thể du di cho mình. Nhiều khi mình xui, đụng nhẹ thôi người ta cũng nằm già được. Nhưng mà nếu mà mình bước xuống xe mà mình có cái cách mình làm sao đó xin lỗi mình nhẹ nhàng, cái tự nhiên sao, thậm chí người ta mớp cái xe người ta, thôi đi đi. Phó Hòa lái xe dở lắm, lái thì lái vậy thôi chứ còn không có giỏi. Nhiều khi muốn sang lên sang đại vậy, không coi chừng ngó nghiếc gì hết trơn. Và đôi khi đi qua vậy cái thì quẹt xe người ta, xong rồi cái dừng lại, cái người đó chạy tới, tôi xin lỗi tôi không thấy, họ nhìn cũng không đến nổi mà mặc đồ này nữa không. Nếu mà mình mà gặp cái người mà hỏi nói, thầy tu mà lái ẩu. Người đời người ta có thể tha, nhưng mà người tu mà mặc cái này mà mình ẩu tả là người ta nói chết. Mà không chừng mà thiệt sự mình quá ẩu, nhưng mà giờ mình có cái lỗi là không có cẩn thận cho nên người ta la mình. Nhưng mà ngược lại bước xuống có nhiều người dễ thương lắm. Ồ không sao đâu. Có nhiều khi mình nói thôi, đây là bảng số xe của tôi, số phone của tôi, dù đi sửa xe tôi đền, nhưng hỏi cho. Chứ Pháp Hòa thường hay nói với các em nhỏ, nếu nói cái giỏi thầy hay là ba mẹ con dở hơn tụi con dữ lắm. Dở từ tiếng Anh, dở từ những cái hiểu biết trong cuộc sống hiện đại. Nhưng mà chắc chắn rằng thầy và ba mẹ con hơn tụi con là ở cái kinh nghiệm sống. Chứ cái quan trọng là các con phải biết cách sống. Cho nên mình nói nó làm như vậy tội, làm như vậy tội, thì nó thấy trời ơi, đạo Phật mình rảnh quá, chuyện gì cũng tội hết trơn. Ngay cả Phật tử người lớn mình cũng vậy, cái gì cũng tội hết. Đứng chụp hình mà ê, đừng có đụng thầy tội. Thầy là gì dữ vậy? Không có chuyện đó, cứ đụng thoải mái. Nhưng mà đụng thoải mái đây là tình cờ đụng chứ phải cố ý lẫn. Chứ là mình lúc nào mình cũng chỉ cho người ta những cái tội như vậy không đúng. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không phải là cúng cơm cho Phật mà quên dở ra tội, đứng gần ngang thầy tội, đứng chụp hình mà đạp lên cái bóng thầy tội. Rốt cuộc rồi người ta thấy trời ơi sao đi chùa mà sợ hãi quá, phải không? Thành thử ra mình muốn quảng cáo đạo Phật mà quảng cáo trật lất à. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật là có một cái nhìn trong sáng và lấy cuộc đời này làm đối tượng để tu. Tại sao? Tại vì nếu cuộc đời không có khổ thì đạo Phật không cần có mặt. Cho nên ngày nào cuộc đời này còn có mặt, chúng sanh còn khổ, con người còn tham, còn sân, còn si, còn mạn, còn nghi, thì ngày đó còn đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo cho con người chứ không phải đạo cho ở trên trển. Cho nên Đức Phật đã lấy chúng sanh làm đối tượng. Ví dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu ngày xưa Thái tử không dạo bốn cửa thành, không thấy già bệnh chết, thì làm sao Thái tử phát tâm? Làm sao Thái tử phát tâm muốn đi tìm một con đường để cứu chúng sanh thoát được cái đó? Cho nên nếu không có cảnh khổ, Thái tử Sĩ Đạt Ta không bỏ cả cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, để quyết chí định cho đừng một con hướng đi. Cho nên chúng ta cũng vậy, vui cũng phải có một hướng đi, buồn khổ cũng phải có một hướng đi. Tại vì nếu không có một hướng đi thì chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ và không làm được gì. Ví dụ bây giờ mình có một người thân mất,
buồn lắm, khổ lắm. Nhưng mà rồi chúng ta phải hiểu cuộc đời. Cho nên vừa rồi Pháp Hòa nói với một gia đình cách đây hai ngày, một hôm qua chứ không đâu, khi có một người thân mất và đau khổ và mất niềm tin, vì nghĩ rằng tôi tin Phật, tôi tin nghĩa là Bồ Tát, tôi cúng vải đủ thứ hết, mà tại sao Bồ Tát Phật không phù hộ cho tôi? Bây giờ con không có tin gì nữa hết. Thì Pháp Hòa mới nói với em, Phật không cần em tin Phật, Chúa không cần mình tin Chúa, nhưng mà các ngài cần mình tin vào lẽ thật của cuộc đời. Cái đó mình cần tin. Vì mình tin Phật, Phật không làm được gì hết. Phật không có làm cho mình trẻ mãi không già, sống hoài không chết, khỏe hoài không đau. Mà cái các ngài muốn chúng ta tin là chúng ta phải tin vào lẽ thật của cuộc đời là có già, có bệnh, có chết, có hợp, có tan, có thành, có bại, có đủ thứ trong cuộc đời. Phải tin cái đó để làm gì? Để khi nó tới chúng ta không khổ đau và lạc hướng. Ví dụ mình định hướng nó đi, đi tới đó cái, ủa sao kỳ vậy, sao nó bít đường hết? Dạ, nó đang sửa đường. Bây giờ không lẽ đứng tại chỗ, trời ơi không, không được. Nó đang sửa đường thì tự mình phải tìm đường khác để mình đi như thế nào để tới chỗ mình muốn. Đó là chúng ta biết nhìn thấu rõ mọi cái duyên trong cuộc đời. Duyên là gì? Là những cái điều kiện mà nó có thể xảy ra trong cuộc sống của mình. Nhiều khi hai người sống đang quá hạnh phúc, tự nhiên một ngày kia người kia về nói Tôi không còn yêu em nữa. Hồi xưa ở cái chùa Trúc Lâm của bà đó, có hai vợ chồng rất là tốt, người Mỹ, người Canada. Chồng là giáo sư đại học, vợ là cô ký giả của một tờ báo lớn đó. Hai vợ chồng rất thương chùa. Từ lúc chùa đặt về đó mà hai vợ chồng giúp cho chùa rất nhiều trong mọi vấn đề. Dễ thương lắm. Thì hai vợ chồng mới tâm sự với Pháp Hòa là chúng tôi không dám có con, vì không biết rằng hạnh phúc của mình có thể bền lâu không. Sau 10 năm chung sống, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đủ để hiểu nhau, có thể sống đời ở nhau, cho nên chúng tôi bắt đầu có con. Cho nên hai vợ chồng có con muộn lắm. Sống với nhau cả 10 năm mới bắt đầu có con mà. Vậy mà trong một buổi chiều đẹp, ông đi làm về, ông nói với người vợ là bây giờ ông muốn dọn ra riêng ở bên ngoài, không muốn sống trong nhà nữa. Không gây gổ một ngày nào. Thì bà này bây giờ đang có một cái hướng đẹp quá, tự nhiên hơi confused, giờ không biết hướng nào. Nhưng mà cuối cùng cô quyết định tâm lại. Bà qua bà khóc, bà hỏi ý Pháp Hòa. Pháp Hòa nói bây giờ ông đã muốn như vậy mà bà không tùy thuận thì bà cũng giữ được cái xác ông chứ chắc gì giữ được cái tâm. Mà hơn nữa, người mà đã quyết rồi thì nhất định họ sẽ làm. Thôi thì bà tùy thuận đi, không chừng, biết đâu chừng ông có thời gian ông ra ngoài, ông định tĩnh lại, rồi ông sẽ nói cho bà biết lý do gì. Thì thôi bà cũng chấp nhận cho ông này ra ngoài. Đâu chừng 3 tháng sau ông định hồn ông lại rồi, ông dẫn người khác về giới thiệu với bà. Lại thêm một lần lạc hướng. Thế là chúng trong cuộc đời này nó cứ, nhiều khi quý vị cứ đi đường, mình đi trên đường và mình thấy rằng mình cầm bản đồ trong tay, mình chắc là mình sẽ tới đó đúng 7:45. Nhưng mà không ngờ giữa đường có một cái chuyện tai nạn xe cộ xảy ra, đường xá người ta đang sửa, bây giờ đường này bít, đường nọ bít, nhưng không có thể nào bít hết tất cả mà không có lối đi. Nhất định phải có một lối. Vì họ bít trong 5 lối, họ bít 4, họ phải chừa một cho mình đi chứ. Vì họ là người traffic, làm đường mà, họ phải mở đường đó chứ. Thì thưa đại chúng, mỗi lần mà đi trên xe mà những lúc như vậy thì Pháp Hòa hay nhìn lại cuộc đời này. Đúng rồi, có nhiều khi mình dự trù nhiều lắm. Pháp Hòa ví dụ ha, mình nói tháng năm nay
mình sẽ xây nhà, năm sau mình về Việt Nam chơi. Ví dụ vậy, mình đặt 2-3 hướng đi, đùng một cái kinh tế xuống. Thì bây giờ những cái gì không cần thiết, chẳng hạn như đi về Việt Nam chơi không cần, chương trình cất nhà mới tạm thời dừng. Nhưng mà ví dụ hoặc là cất nhà mới tạm tất cả dừng là hết, nhưng phải về Việt Nam vì mẹ quá yếu rồi, phải về thăm mẹ. Tức là mình phải mở một hướng, hướng nào mình thấy nó cần thiết nhất phải chọn cái hướng đó. Và khi chọn con hướng đó rồi thì phải làm gì? Chà, kinh tế khó khăn mà cần phải đi về Việt Nam thăm mẹ, thôi bây giờ sẽ giảm lại những chi phí không cần thiết. Tức là khi mình định một hướng nào rồi thì mình phải bắt đầu chuyên tâm vào cái hướng đó, và cái hướng đi này sẽ là như thế nào, hướng đi này sẽ là như thế nào, và hướng đi này sẽ tốn kém như thế nào để mà chuẩn bị. Cho nên trong cuộc đời mình tu thiền, Pháp Hòa hãy thưa với đại chúng ngoài, cái cách chúng ta tu là chúng ta tập quán chiếu từng chút trong cuộc sống để tìm ra những bài học cho cuộc đời. Và từ đó trong cuộc sống này, gần đây nhất trong 2 tháng, tháng 9, tháng 10, nước Mỹ xảy ra 3 việc: bão lụt, cháy rừng và cái gì đó khủng bố bắn chết người ở Las Vegas. Đức Phật nói đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ trong 2 tháng nay có mặt đủ. Đao đồ là bắn chém, thủy đồ là ngập lụt, hỏa đồ là cháy rừng. Vậy thì cái câu kinh mà chúng ta tụng, chúng ta tụng gì? Dưới cứu tam đồ khổ. Vậy thì tam đồ khổ đó không phải ở đâu, nó có thể có mặt ngay trong cuộc sống mình. Không chừng trong gia đình mình cũng có tam đồ. Mỗi lời nói ra như dao như búa, đó là đau đồ. Rồi hễ mà người kia trôi xuống phòng khách cái mình trôi lên lầu, đó là thủy đồ. Hỏa đồ là gặp nhau là bực bội. Cho nên nhiều khi ngay trong cuộc sống, ngay trong cái gia đình mình, tam đồ nó cũng có thể có mặt. Cho nên mình phát nguyện lớn, lại đến tam giới tôn: nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Địa Tạng hay là kinh Pháp Hoa, bất cứ kinh gì, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Nghe nguyện thì trời, cái nguyện này nó khủng khiếp lắm, nhưng mà thật sự đừng đợi ta thành Phật mới có thể cứu khổ tam đồ. Khi chúng ta còn là một hình tướng của một cư sĩ đệ tử Đức Phật, chúng ta cũng có thể cứu khổ tam đồ được bằng cái cách sống của mình trong đời sống hàng ngày. Đức Phật có giảng một bài kinh gọi là Hội Chúng Cao Thượng. Hội chúng cao thượng, trong đó Đức Phật nói có một loại hội chúng, họ đâm chém nhau, họ giết chóc nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi. Có không? Có nhiều khi một lời nói nghe nhói đau. Mình thấy mình rất là hiền lành, nhưng mà trong vỏ mình lúc nào cũng có mớ móc. Lúc nào mình, cái câu nói của mình nó cũng có cái câu sao, thành thử ra làm người ta khó chịu, làm người ta đau khổ. Thì cái đó cũng là một cách sống của mình đó. Nhiều khi có nhiều người mình không có sống gì dễ thương đó. Cứ cái hướng đó mình đi thôi, cái hướng đó là hướng của khổ. Cho nên mình phải cần quán lại mình đang đi về hướng gì. Hướng về kính lại Đức Thế Tôn: hải đăng chiếu soi biển trần khổ. Cho nên tại sao mà đạo Phật lúc nào đến chùa chúng ta đặt cái bàn Phật? Tại vì chúng ta phải có cái chút xíu gì để gọi là hướng. Cho nên để hình Phật, để chi? Ít nhất con người chúng ta phải biết cái chỗ đó là cái gì lành thiện để chúng ta hướng. Còn không thì chúng ta mất hướng. Treo hình Phật. Ai dám đứng trước bàn Phật mà nói bậy và làm bạ. Cho nên đi ngang cái cúi đầu một cái cúi đầu cũng đã thành Phật.
Kinh Pháp Hoa nói nhất sinh Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Một câu nói Nam Mô Phật, người đó cũng đã thành Phật đạo Phật. Cho nên khi mà chúng ta đã định được cái hướng của mình rồi thì cái điều kế tiếp chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải siêng năng về cái đó, chuyên tâm về cái đó. Pháp Hòa ví dụ như một người đi xuất gia tu. Hướng của tôi là bây giờ tôi đi xuất gia rồi. Nhưng mà đi xuất gia mà không có siêng năng, kinh kệ không tụng, giáo lý không học, thì cái người đó không có chuyên tâm về cái con đường mà mình đã chọn, thì người xuất gia đó chỉ có được cái tướng xuất gia mà cái chất của người tu sĩ nó không có. Bởi vì có tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền hay là học giáo lý đâu mà có được cái gì. Cũng giống như nhiều khi nhà hàng để 50 món, 100 món mà vô hỏi món nào cũng hết đó. Tại vì nấu được có mấy món à, nhưng mà để cho nó sơn ai hỏi nó bán đắt quá hết rồi. Thật ra nhiều khi mình nhìn một cái menu hùng hậu nhưng mà rốt cuộc ăn được còn có mấy món nữa. Đó là ví dụ vậy. Cho nên cái người mà người ta mở nhà hàng, người ta để 150 món, sau đó người ta lựa khách chiếu cố món nào, rồi món nào bán ế quá, bán ít quá, cắt bỏ món đó. Bán là phải ra menu, nhưng mà không nghĩa là cái nào mình cũng có bán đâu. Nhiều khi bán đâu được chừng 10-20 món trong đó, tại vì đó là tinh nghệ của mình. Tới tiệm đó là có món đặc biệt đó. Mình cũng vậy. Cho nên mình khi mình định được cái hướng của mình rồi, mình đã chọn làm cái con là người tu rồi, thì mình phải có cái chất của người tu. Chứ phải siêng năng. Không có ai trên đời này mà làm việc gì mà muốn giỏi mà không siêng năng. Siêng năng không có thì không được gì hết. Cho nên đời cũng như đạo. Một đứa học sinh đi học mà không siêng học bài thì làm sao nó có điểm? Không siêng vô lớp thì làm gì có điểm? Làm gì nó có thể có được, nó có thể có được cái chứng chỉ ra trường. Cho nên cái điều đầu tiên là chúng ta phải định cho mình một cái. Hội trường này bình thường nó không phải vậy. Nó là một cái nơi mà người ta đã định hướng là bao nhiêu cái bàn, chỗ nào bàn 4 người, chỗ nào bàn 10 người. Nhưng mà khi người ta quyết định là hôm nay phải biến cái chỗ này thành một hội trường để tập hợp đông đảo nói chuyện, thì bắt đầu người ta phải chuẩn bị một cái hướng khác. Mình đi vào trong này, người ta có những cái hướng để cho mình vào, mình ngồi. Vì vậy cho nên để chúng ta có được một cái sự kết quả trong cuộc đời mình thì chúng ta phải có một cái hướng đi. Khi mà con mình nó còn nhỏ đó, nó chưa chọn được, thì chúng ta là người gì? Mở, khai, chỉ, dẫn. Cho nên hồi nhỏ Việt Nam mình nó có cái lệ là cúng thôi nôi, bày ra mười mấy món cho con cái nó bắt. Thì nó bắt để làm gì biết không? Nó đâu biết gì, nhưng mà để cho mình biết nó. Đấy mà nó bắt nhầm cục đất cho rồi, thằng này mai mốt làm ruộng. Nó bắt nhầm cây kéo cái mình rồi, nhỏ này mai mốt làm thợ mai. Nó bắt nhầm cây thước cái na, mà đứa này mai mốt làm học trò. Nó không biết hướng gì hết trơn á, nhưng mà mình để nó ra, để nó luận cái gì cái mình định hướng cho nó, để mình biết gì nó. Cho nên khi mà đứa nhỏ nó tập tành nó đi á, mình bắt nó phải tự đi. Nhưng mà ở đằng sau này mình đưa cái tay vậy nè, để lỡ nó ngã là mình chụp nó liền. Mình bắt nó phải tự kiếm một cái hướng đi cho nó. Cho nên nghe, người Việt mình có khi vậy mà có khi khác là đi thì bắt tự đi, mà ăn là phải đút.
Trời đất ơi, 9 tuổi rồi mà cứ ngồi trơ mặt ra đợi nữa. Người Mỹ là khác à, bắt con phải ăn. Ăn đổ cũng được, ăn thà là một lát sau mình lau mặt thay quần áo. Nhưng mà cái cách của người Mỹ là không bao giờ đút con, phải để cho nó tự ăn. Nhờ vậy cho nên đứa nhỏ Mỹ nào nó cũng ăn ngon lắm. Còn mình 9 tuổi, ăn đi con, nuốt đi con. Trời ơi, 9-10 tuổi mà ngồi mình chờ nó ăn một chén cơm. Nói người ta chứ em cũng y. Hồi đó Pháp Hòa nuôi mấy chú tiểu cũng vậy, 9 tuổi rồi mà chiều nào cũng ngồi nó chờ. Nó để cơm vô miệng nó không nuốt, nó nuốt không à, nó nuốt vậy. Chiều không dám ăn no, không dám bới nhiều, tại chờ nó ăn bứa mình ăn. Hồi đó còn nuôi mấy chú tiểu, 25 tuổi nuôi 10 chú, lớn nhất là 11 tuổi, thì quý vị nhỏ xuống là nhiêu? 25 tuổi thôi. Bởi đừng bắt trước, ham vui sớm quá. Nhưng mà quý vị để ý coi, đứa nhỏ mà nó tự ăn nó khác, tại vì nó biết. Thí dụ như nó chưa biết ăn nhãn gì, mình phải lột cho nó. Nhưng mà mình để cái nhãn trước mặt cho nó tự nó bóc nó ăn, chứ không thể nè nè ăn đi con, ăn đi con. Nó hỏi sao vậy? Bị thầy biểu trẻ tự ăn, nuốt luôn cái hộp nhãn phong qua la ông thầy. Tuy rằng nó tự, nhưng mình phải tự hiểu là gì, nó tuổi nó cỡ nào, nó biết hộp nhãn là chi. Có phải không? Trong cuộc sống có những cái mình tự, nhưng mà cũng phải có những cái người ta trợ. Bây giờ mình có thương con mình cỡ nào, đút nó, nhưng mà thủy chung nó vẫn làm một việc cuối cùng là gì? Tự nó phải nuốt thì nó mới no được cái miếng cơm đó. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta cần người trợ, nhưng mà đừng có ỷ vào người trợ, phải tự mình. Cho nên giống như mình đi ăn nhà hàng đó, đi ăn đám cưới đó, biết là tiều nay đi ăn tiệc đó, mà hình như trước khi đi vô đám cưới người nào cũng ăn sơ sơ ở nhà trên. Tại vì biết làm sao biết không? Chuẩn bị vô ngồi chợ ăn sơ sơ chứ sao dám ăn no thì lát vô lỗ. Mà không ăn thì chát vô nhịn, đói chết sao? Tự biết mình sẽ đi đám cưới thì tự bỏ bụng trước một chút gì đó. Và thậm chí người bệnh tiểu đường thì phải tự chuẩn bị cho mình một vài cây bánh cây kẹo trong giỏ của mình, để mình biết. Quý vị thấy không? Hễ đi xa, bước vô xe thấy đồ ăn linh láng là biết đi xa. Từ đó mình tìm ra những bài học trong cuộc đời hết á. Mình sắp sửa có một chuyến đi xa là trong xe mình có nhiều thức ăn, chẳng không phải cho mình ăn không, mà cho ông tài xế ông nhai để ông đỡ buồn ngủ. Mình biết cho mình biết cho người. Đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống chỉ cần một chuyến đi thôi, rồi chúng ta ngồi lại chúng ta quán từng chút trong một chuyến đi, thì chúng ta thấy được đạo là con đường, Phật là tỉnh giác, đạo Phật là con đường chỉ cho mình tỉnh giác. Mà người tỉnh giác thì sống trong đời, mặc dù đời thì muôn lối, nhưng mà chắc chắn rằng người có tỉnh giác sẽ tỉnh giác để chọn cho mình một con đường. Mà khi đã chọn cho mình một con đường rồi thì phải chuyên tâm cần mẫn với con đường đó. Tuy vậy nhưng cũng không dám lơ là. Nhiều lúc Pháp Hòa chở mấy chú tiểu đi một con đường xa, có chú nào ngồi kế bên Pháp Hòa hay nói: con thấy đường ở đằng trước nó thẳng luôn. Tuy rằng mình không có cần phải quẹo đi đâu hết, nhưng mà cái tay của mình không thể rời cái tay lái. Tại vì mình phải làm như vậy thì cái xe này mới thẳng. Mà mình nghĩ rằng đường thẳng mà mình nhả tay thì gì? Xe mình nó đảo liền. Rồi khi mình mặc dù con đường cong, nhưng mình không cần phải ẹo người theo nó, đi tới đâu lần tới đó. Thì Pháp Hòa nói cái cuộc sống của mình cũng vậy.
Đừng có thấy rằng ở trước mặt mình nó trơn tru, nó tốt đẹp rồi chúng ta lơ là, xe lệch. Và các con phải nhớ rằng thầy hay là cha mẹ theo dõi các con cũng giống như những đoạn đường khúc khuỷu này. Tuy các con đi giống như mình đấy, nhưng mà cái tay mình nhẹ, đường cong, nhưng mà hình như nó hỏng, thấy nó cong. Tới đó cái tự nó thẳng, tới đó nó tự nó thẳng. Các con sống trong đời cũng vậy. Tuy rằng con đi học, thầy không hỏi bài con làm, nhưng mà thầy đi lên đi xuống, thầy vẫn biết con đang làm bài hay con ở trong phòng con làm gì. Có nửa tối 11, 12 giờ Pháp Hòa đi xuống lầu, đi tới đi lui mấy cái phòng để Pháp Hòa nghe coi ở trong ngủ hay làm cái gì. Có nhiều khi nó ham chơi. Có bữa mở vô thấy ba ông ngồi gì biết không, chăm trà uống. Mà mới có mười mấy tuổi à. Pháp Hòa mới vô nói dạ mời ba cụ đi ngủ. Trời ơi, ba cụ cụ vừa vừa đó, 13, 14 tuổi pha trà uống, 11, 12 khuya làm sao ngủ. Mà con nít hay là nói chung mình đó nha, thức khuya thức cỡ nào cũng nổi mà sớm dậy không nổi. Hồi nhỏ mà nhớ ở Việt Nam mình hay có câu có sức chơi có sức chịu. Nghĩa là hễ mà thức khuya được thì ngày mai phải thức được để đi làm và làm những cái gì mà chúng ta phải làm. Còn nếu không thì nó trễ nải rất nhiều. Giờ quý vị thấy không? Thái tử Siddhartha nếu không phát nguyện lớn, không chuyên tâm, sao ngài thành Phật? Sao thành ngài có thể giác ngộ được? Cho nên ngài chuyên tâm quán chiếu về cuộc đời, và cuối cùng ngài mới khám phá ra những mặt thật của cuộc đời, rồi ngài mới nói lẽ thật cho cuộc đời cho mình nghe. Mình đâu cần tin ngài là thánh, là thần, là tiên, là gì đâu. Mình cứ tin lời ngài nói, lẽ thật của cuộc đời. Mà lẽ thật của cuộc đời là chúng ta không biết được ngày mai. Cho nên hễ mà chúng ta quyết định được việc gì cho đời mình thì chúng ta phải làm. Cho nên trong kinh mới dạy đó, thà sống một ngày biết được đạo lý còn hơn sống trăm năm mà không có đạo lý. Và người xưa sách Nho cũng có câu: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng mà nghe đạo lý rồi, chiều tối chết cũng vui. Tại vì trước khi chết mà một câu lành, câu thiện nó nằm trong tay mình, trong trí hóa mình. Thì quý vị thấy trong cuộc đời cũng có những người định cho mình một cái hướng, nhưng mà cái hướng của mình đi là gì? Sáng xỉn, chiều sai, tối lai rai, mai làm nữa. Đó là hướng đi của mình. Mà mình đi theo con đường đó thì không phải mình bệnh tật không, mà người thân mình cũng khổ theo mình. Cho nên nửa đêm mà Thái tử Siddhartha gọi Sa Nạc dậy. Tại sao Thái tử không đi tu ban ngày mà đi ban đêm? Sa Nạc mới hỏi: trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thái tử trả lời: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Người ta ngủ mình phải thức. Mình thấy người bên cạnh liêm diêm, mình liêm diêm theo. Mình hay cái kiểu mà thay vì ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cho nên tu cũng có bạn, mà đi vào con đường sai lệch đôi khi cũng có bạn. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc, nhiều khi mình thấy một cái cảnh người đó lọt xuống sông, giơ tay lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Mình làm anh hùng, mình đưa tay, mà thiệt sự không phải cứu người ta, mà để ta lôi mình xuống. Cho nên không một phút lơ là, dù con đường có trơn tru phẳng lặng. Và thưa đại chúng là thậm chí có nhiều khi mình đi tới đi lui chỗ đó mấy chục lần mà không tìm ra cái địa chỉ, vì mình cứ nghĩ chỗ đó là cái gì đó khủng khiếp lắm. Thỉnh thoảng ví dụ mình đi ngang, mình nghe nói là hôm nay đi chùa gì đó, trời ơi, mình nghe cái chữ chùa gì đó mình tưởng đâu là mái đỏ
Nhưng mà thiệt sự ở xứ Mỹ này á, nhiều khi cái chùa nó chỉ là cái nhà đó, cẩn thận đi ngang cái nhà đó bao nhiêu lần trời ơi, tôi biết mà, cái chùa. Nhưng tới hồi vô thì ra là cái chùa. Cách đây 10 năm Pháp Hòa đi giảng ở Virginia Beach. Và ngày hôm đó là có một cái buổi đi thăm một cái ngôi chùa. À, cái chú kia chú nói thầy yên tâm, con khu này vực này mà làm gì con không biết được. Trời ơi, cái chùa nằm ngay góc đó mà ông cứ lên xuống đầu 10 mấy lần luôn. Cuối cùng không được gì hết, gọi cái vị đó ra đứng ngay đầu cầu. Ổng chạy nãy giờ lên xuống cái đầu này mấy chục lần rồi đó. Ổng cứ đi, ủa con nhớ chùa nó làm gì. Trời ơi, cuộc đời mà hôm trước không sao nó đổi rồi ông ơi. Cho nên khó nói. Vì vậy mà mình phải định hướng cho cuộc đời mình. Và khi mà định hướng được rồi thì chúng ta phải chuyên tâm, nghĩa là không lơ là. Thưa đại chúng, mình thuộc kinh đó, mà thử chừng mình bỏ chừng thời gian ngắn không tụng quên. Quên. Chứ đừng nói là những cái gì nó quan trọng trong cuộc đời. Người Việt mình hay dùng cái từ là xa mặt cách lòng. Cái gì mình không có thường xuyên gần gũi thì cái đó mình sẽ dễ quên. Trời ơi, nhiều khi gặp hàng ngày mà còn quên tuốt lút. Cho nên nhiều khi gặp Pháp Hòa mà lỡ Hòa không nhớ là chuyện thường. Nhiều khi quý vị biết Hòa đứng vậy nè, đứng suốt cả mấy tiếng đồng hồ cho Phật tử tấp vô chụp hình, tấp vô chụp hình. Mình ngó đây thì máy hình nó trật. Trời ơi, Pháp Hòa khổ nhất là 10 cái máy mà không biết ngó cái máy nào. Một lát á, mình thì đẹp cũng đâu đến nổi, mà chụp ra tấm nào cũng bị lé hết. Bởi vì cái cô nào thầy thầy ngó cái này thầy, mình ngó đây thì lé bên này. Nếu một lát có cái cảnh chụp hình để ý nghe cái câu đó, thầy thầy ngó đây thầy, thầy ngó hướng này lé hướng khác. Trời ơi, nhiều khi á, quý vị biết không, đứng chụp như vậy nè, mà cô nào mà chụp xong cái ra xá chào thầy đi về, không dám xá lại, tại xá lại thử hình của người này khổ không ai biết. Tưởng đâu trời ơi thầy sướng quá ha, ai cũng thích chụp hình với thầy đó. Có những niềm riêng lòng không nói hết. Nói vậy thôi chứ khoái chụp lắm, cứ thoải mái chụp. Rồi quý vị biết không, chụp xong rồi cái đâu chừng dài 3 năm vậy, thầy nhớ con không? Trời ơi, Pháp Hòa nói dạ dạ, hình như cô. Con chụp hình với thầy đó. Trời ơi, em có ngó đâu. Mà cho dù có ngó chắc gì em nhớ hết. Không sao, những cái lúc đó rất là dễ thương, rất là vui. Cho nên nhờ những niềm vui như vậy mới tu hoài. Mình đi tới đâu mình cũng gặp được những người thương của mình. Và từ đó mình biết cái hướng đi của mình sao không có sai, không có lệch. Nhiều khi Phật tử lên khóc than, không lúc nào đi mà không gặp. Mỗi ngày có mở mail ra là ít nhất 5-7 cái mail phải than trong chuyện này chuyện nọ. Mà có nhiều khi nghĩ giống như mình là thần thánh vậy, gì mình cũng biết hết trơn. Nhiều khi đọc xong cái mail thấy không có giận, không có buồn, mà thấy thương, thương lắm. Cho nên nãy Pháp Hòa thưa với thầy trụ trì chùa Đạo Tâm, càng đi con càng đi giảng, con càng thương Phật tử. Càng đi càng thương. Đi tới thôi cũng được cơ hội gặp những Phật tử rất dễ thương, rất tha thiết với đạo. Ở đâu cũng có những người Phật tử. Cho nên mình mới thấy rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù có cuộc đời nó có như thế nào, những người Phật tử của mình còn rất dễ thương. Điều đó trân trọng quý lắm. Cho nên quý vị biết là Pháp Hòa thương quý vị dễ sợ lắm. Không dám nói thương khủng khiếp, nhưng mà thương lắm, quý trọng lắm. Tại vì mỗi lần gặp là những cụ thương. Hồi nãy có một Phật tử đi ngang chụp xong, thầy cho con rờ thầy một cái được không?
Không biết có nhớ mang băng keo theo không. Chỉ một câu nói đó thôi, mình thấy cả cái tình ở trong đó. Có một bác Phật tử vừa rồi ở Bắc Cali, bác nhỏ người lắm, tới chụp mà ôm, trời ơi mới đứng tới một chút này. Muốn hung lắm mà không biết hung sao, không giải giới được không. Xây tới xây luôn, nó thôi hung đại cái tay. Bác tự nói chứ không có nói à. Phật tử nói không biết làm sao, thôi hung đại cái tay đi. Giống như có lần qua kể đại chúng nghe, có một bác lại thương thấy mẹ. Bao nhiêu đó thôi, bao nhiêu đó thôi là cũng đủ rằng cho mình biết rằng cái con đường mình đi, cái hướng mình đang đi là cái hướng đi của cao đẹp. Cho nên nếu mình làm việc gì mà mình biết, mình hỏi mình đi đúng hay đi sai. Không thể nào mình cứ phăng phăng nhắm mắt mình đi, mà mình phải nghe, phải nhìn, để người ta có những cái gì, cái comment, những cái lời luận bàn để mình nghe, mình học. Cho nên ngày xưa mà con đi trường học, mẹ đi trường đời là vậy đó. Tại vì trường học nó liên nít, trường học nó rất là hạn định, học tới đó nhiêu nhiêu rồi ra trường. Nhưng mà trường đời học hoài, học mãi, học không hết. Nhưng mà cái học nó từ đâu? Từ những cái nhìn của người ta, từ những cái luận bàn của người ta, để cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đang đi trên con đường gì. Có nhiều khi mình nói tôi sống bất cần dư luận, không được. Nhưng mà không có nghĩa là lúc nào mình cũng sống bằng dư luận, vì chúng ta có đủ cái tuệ giác để chúng ta hiểu rằng chúng ta đang nghe cái gì. Thí dụ có những người, người ta phê bình nhưng mà ta không hiểu được mình, cho nên ta nói như vậy. Thì cho nên trên đời này có những người bạn, họ chê mình, họ trách mình, họ vẫn là bạn. Lý do họ trách là vì họ chưa hiểu mình, chứ không phải họ là kẻ thù. Họ cũng là bạn, nhưng mà bạn chưa hiểu mình, và những người bạn đã hiểu mình. Có nhiều khi mình nói trời ơi, cái anh cái chị đó như vậy mà tại sao chị còn chơi, tại sao mình vẫn còn chơi với họ được. Tại vì mình hiểu được hoàn cảnh của họ, mình hiểu được cái nội tâm của họ. Họ là một người sống khổ lắm, họ mới như vậy đó. Bây giờ ai cũng chê họ hết rồi, mình chê nữa rồi họ sống làm sao. Phong là ví dụ như con của mình đó, nếu mà nó về nó nói với mình bất cứ một cái việc gì về cuộc đời nó, đừng đẩy nó ra, mình phải thương nó vì nó là của mình. Mình phải chấp nhận được nó thì mình mới có thể hướng cho nó một hướng đi. Phó bà ví dụ nó nói má ơi, bây giờ con chán học lắm, con không muốn học nữa. Mình đã đưa cho nó bao nhiêu cái cách để nó trở về nó đi học rồi, cuối cùng không được, nó không thể học. Không lẽ mình nói vậy mày đi vượt dọc mà sống đi, không thể nói vậy được. Thôi bây giờ con không học được phải không, con phải đi làm. Tại vì nó không hướng được cái con đường học vấn, thì ít nhất mình cũng phải hướng được cho mình, giúp cho nó có một hướng đi rằng nó đi làm để nó kiếm sống. Còn hơn á, nó đi lường gạt, nó đi cướp bóc, nó làm những chuyện trái pháp trái luật để nó kiếm tiền 5-7 ngàn về nó sống. Không phải vậy. Cho nên á, những cái người con của mình mà họ không có trở về, họ nói với mình, chính bản thân mình nhiều khi nắm bản đồ trong tay mà thỉnh thoảng còn đi lạc hướng mà. Đừng có nói chi nội cái chuyện mình đi tới nơi rồi mà mình không biết cái bãi đậu xe ngồi nằm đâu. Mình cũng phải lái vòng vòng 5-7 vòng mới có thể tìm được một bãi đậu xe. Tưởng sao tới ngay cửa, trời ơi ngon lành quá, ai để sẵn một cái chỗ trống cho mình, quẹo vô thấy handicap. Rồi cuối cùng làm gì? Phải quẹo ra. Vì mình hiểu một điều rằng not yours, không phải chỗ của mình, không phải chỗ của mình. Và thưa đại chúng, cái cách tu, cách sống, cách học Pháp Hòa là như vậy. Chỉ cần ngồi trong xe, cả một bài học lớn, từ cái đề xe, lui xe, đi tới,
quẹo, tìm chỗ, vân vân. Thành thử ra đời mình là một chuyến đi, đời mình là một chuyến đi, và có những chuyến đi tới nơi tới chỗ, và có những chuyến đi hao xăng mà không tới đâu hết, tại vì mình không định được cái hướng đi của mình. Pháp Hòa là dở cái chuyện đi đường tìm địa chỉ lắm. Ai mà yêu Pháp Hòa chỉ qua nó đi tới cái chỗ đó, nó có tiệm KFC quẹo trái quẹo phải, thầy viện chủ nó bữa nào nó dẹp cái tiệm đó quẹo đâu. Nhưng mà ít nhất là cũng định được cái hướng vậy. Vậy thì hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là, thứ nhất, mình phải định cho mình một hướng. Ngay cả một người Phật tử, bây giờ nói cái chuyện đi chùa bình thường thôi, mình đã định cho mình một hướng đi là bây giờ lớn tuổi rồi, thôi bây giờ đi chùa. Hồi trẻ lo làm ăn không à, không có đi chùa gì được hết. Cái ban đầu lúc trẻ ai biểu mình đi chùa tu tập, cái mình nói thôi để nữa lớn tuổi đi. Nhưng mà khi mà lớn tuổi rồi thì nó không đi chùa, đi hướng khác. Quan mình nói sao? Mình nói rằng thôi già rồi, sống nay chết mai, vô chùa buồn lắm. Có thậm chí còn nói vô chùa nhiều chuyện lắm, không có đi. Phiền não dữ lắm. Không phải. Trời ơi, chùa đâu phải chỉ có cái hướng đó. Mình nhào vô hướng đó làm chi? Chùa còn có hướng lên chánh điện, chùa còn có hướng làm không nhiều hướng lắm. Không lẽ mình ai mà đi chùa đi tìm phiền não? Nhưng mà không thể không có, tại vì chính nó có, cho nên mình mới định được cái hướng của mình. Cũng giống như mình quẹo đây bít đường rồi, không lẽ lũi vô nữa không? Độ này bị bít rồi thì nhất định phải đi tìm hướng khác. Nhờ cái đó đó mình mới biết mình phải đi hướng khác. Đừng có nói mình không có hướng đi, và cũng đừng vì cái hướng đó mà nó đứng chân chờ vậy, vậy chùa đó phải vậy. Nhưng mà không có không được, có ăn chanh mới biết chanh chua. Cho nên có những cái đó để làm cho chúng ta đi một cái hướng, không đi hướng đó. Người ta như vậy, mình không thể như vậy. Vậy thì người ta là Bồ Tát, người ta đóng cái vai làm trật, để mình thấy cái đó trật, mình quẹo hướng khác. Nhiều khi phải quý trọng họ, hoặc là thương họ nữa. Sống mà không có hiểu được cái cách tu tập. Cho nên là một Phật tử, nếu mà mình đi chùa gặp những khó khăn với những ai đó, thì mình phải biết rằng à, đầu tiên mình đâu định vô đây bằng hướng này. Mình nói mình đi chùa làm công quả, mình tu tập mà, thì nhất định đi cái hướng mà mình đã chọn. Mà khi đi cái hướng đó rồi là phải chuyên tâm, chuyên cần. Nói tôi tụng kinh hoài, tôi cũng tụng dữ lắm mà sao tôi không hết bệnh. Tụng kinh để mình hiểu được đạo lý, tin rằng cuộc đời có già, có bệnh, biết bệnh cho nên uống thuốc. Lỡ uống không hết thì chết. Cho nên kêu là gì? Chết chắc. Ai cũng chết chắc hết, và ai cũng chắc chết. Cho nên đụng tới mình cái nói trời chắc chết quá, đừng có lo, thế nào cũng chết chắc mà. Chết là chắc, không? Cho nên hở đụng tới cái là chắc chết. Hồi xưa Pháp Hòa nhỏ mà có nhớ cái bài tụng: muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện. Chữ diệt là gì? Diệt tận là gì? Tức là mình diệt được cái phiền não chấp trước về sống chết, còn ở đến đi, thành bại được mất. Diệt được cái đó thì chân hạnh phúc nó hiện. Diệt tận chân phúc hiện. Đạo lý có mặt, thác bền, sống không bền. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Thưa đại chúng, sổ cầu siêu ghi vô đó rồi không thay đổi,
sổ cầu an mỗi năm mỗi update. Tại vì thế nào có chữ người đổi địa chỉ từ sổ cầu an qua sổ cầu xin. Bây giờ ai không tin, những người hỏi những người mà làm thư ký trong chùa có phải không? Khi mà vô cái cuốn sổ cầu siêu rồi là không có thay đổi update gì, nhưng mà người ở bên này nè, cầu an này là update mỗi năm đó. Sứ thất lắm bạn. Tại vì mình ghi tên người đó mình cầu an, nhưng mà biết đâu chừng cái cụ đó tháng sau năm sau cụ đi rồi thì phải chuyển cụ qua địa chỉ mới. Mà hay cụ qua địa chỉ này là cụ còn đi đâu nữa hết á. Cho nên sổ cầu siêu tăng tăng tăng, mà sổ cầu an thì tăng kiểu khác, update kiểu khác. Chỉ cần làm cái người, nếu mà một cái người tu mà giỏi đó, có cái quán sâu đó, chỉ cần làm cái công việc ghi tên cầu an cầu siêu cho chùa mỗi năm mỗi lúc ai tới thôi, người đó tu thăng tiến. Tại vì họ có cơ hội quán chiếu, họ có cơ hội quán chiếu. Trời, ông này mới hồi Tết tôi còn cầu an cho ông mà sao tới rằm tháng 7 cũng qua đây rồi. Cho nên cái người tu là cái người tu quán dữ dội lắm. Cho nên chỉ cần làm một cái công việc, làm cái người mà ghi sổ cầu an cầu siêu cho nhà chùa thôi, mà người đó mà nạt nộ người ta rồi hạnh sách người có khó chịu rồi đó, chưa có quán chưa có tu. Người mà ghi sớ cầu an cầu siêu trong chùa đó, là phải tu giỏi dữ lắm. Tại vì thấy liền liền trước mắt. Cho nên những cô y tá, những bác sĩ mà làm trong bệnh viện là tu giỏi dữ lắm. Tại vì họ hằng ngày họ chứng kiến bao nhiêu cái cảnh đi, và bao nhiêu cảnh đi trong lạnh lẽo, có bao nhiêu cảnh đi trong sự thương tiếc của bao nhiêu người tới thăm. Mà có những người đi giữa đêm khuya, hoặc là thậm chí đi mà không có người thân, vân vân. Cho nên nếu mà mình biết rằng á, mình là một người Phật tử, là mình có cái Phật tử là gì? Là một đức Phật sẽ thành. Phật tử nghĩa là một đức Phật sẽ thành, chứ không nghĩa đơn giản là đệ tử Phật. Nghĩa đơn giản đệ tử Phật là nghĩa vậy đó, còn cái nghĩa sâu sắc là một đức Phật sẽ thành. Và Phật là giác, mà người giác rồi thì lúc nào cũng là sống bằng tư duy, bằng quán chiếu. Và có tư duy, có quán chiếu thì biết bao nhiêu đường hướng để mình tu, cách tu. Đường của tôi đã chọn, nhưng mà cách rất là nhiều cách. Thôi vào ví dụ, hôm nay tôi chịu trách nhiệm xuống nấu ăn, đó là hướng tôi xuống bếp. Nhưng mà cách nấu ăn thì có hàng chục cách. Tôi định nấu canh chua, nhưng bây giờ bước vô đây tôi mở tủ tôi không thấy có cái gì để đủ nấu canh chua. Nhưng mà có thể nấu canh cải, vẫn là nấu ăn, nhưng mà đổi cách nấu. Mình tu hành cũng vậy. Một cái hướng mình đã chọn rồi thì có nhiều cách để tập cho mình đi tới hướng đó. Quẹo trật đường này, kiếm đường khác đi, thế nào cũng phải có đường để mình tới. Cái điều quan trọng là siêng năng, chuyên tâm, và chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi của cuộc đời. Đừng trách tại sao đường này nó bít. Giờ mình làm gì? Không lẽ trời mưa ra lao? Ông kỳ lắm nha. Thời tiết nói nắng, bữa nay làm mưa. Mình không control được trời đất, nhưng mình control được bản thân. Mưa thì mình đi dù, đội nón chứ có gì đâu. Làm sao mà mình... Cho nên nhiều lúc quý vị biết đi máy bay cũng vậy, nó tuyên bố là máy bay delay. Trời ơi, có nhiều người bực bội lắm, tại vì máy bay nó hư. Pháp Hòa ngồi kế bên, Pháp Hòa nói đừng có bực bội. Ông có thấy là mình may phước không? Nó phát hiện là hư lúc mình còn ở dưới này nè. Nếu mà mình lên trên trển mà nó phát hiện hư lúc đó mình còn chết nữa. Thôi cha nói vậy sao? Cũng có lý ha. Mà quý vị nghĩ có phải không? Đó, may là trước khi mình cái máy bay nó cất cánh, nó phát hiện là cái chuyện sao dầu xăng máy móc nó hư,
ngồi dưới này chờ hay là muốn lên trển lưng lửng, vừa chờ vừa chờ vừa hồi hộp. Rồi cuộc đời là nó vậy. Cho nên không hướng này không được thì nhất định phải có hướng khác. Vừa rồi Pháp Hòa đi cái chương trình là giảng xong ở Utah. Thứ mấy tuần trước Pháp Hòa đi suốt 3 tuần. Xong Utah thì Pháp Hòa sẽ đi qua bên Bắc Cali. Từ Bắc Cali giảng 3 ngày Pháp Hòa sẽ đi qua Dallas. Chuyến bay Pháp Hòa bay 4 giờ chiều tại San Francisco và phải tới Dallas lúc 11 giờ 30 à 11 12 giờ, mà chuyến bay phải connect ở Los Angeles. Lên tới đó họ báo cho biết là chuyến bay 4 giờ đã hủy, bây giờ đi 6 giờ và đi thẳng qua Dallas, không cần qua Los. Sướng không? Ôi chà, hạnh phúc quá. Khỏe luôn ba luôn. Rồi 6 giờ chuẩn bị lên máy bay, nó báo cho biết máy bay delay tới 9 giờ 21. Thấy chưa? Rồi xong rồi 9 giờ 21. Trời ơi, ba người ngồi tính, Pháp Hòa với hai Phật tử ngồi tính. Hồi nãy nó nói mình đi 9 giờ 21, à 4 giờ mà bay thì 12 giờ tới. 5, 6, 7, 8, 9, 10, máy bay bao nhiêu tiếng biết mà tới. Vậy mà không biết tính làm sao á, 9 giờ 21 bay mà 12 rưỡi tới. Trời ơi, bởi vì nhiều khi quý vị thấy cái xác thì to mà đầu như trái nho. Báo cho chùa biết 12 giờ 34 phút tới, mà thiệt ra là quên tính cái giờ nó đi trước Cali. 3-4 giờ sáng mới tới. Rốt cuộc đáp xuống tới phi trường là 2 giờ rưỡi sáng. Trời ơi, mừng bụng, thôi rồi cuối cùng cũng tới. Nó la tà vô cái dừng rồi. I am sorry, cái cầu, cái cửa mà connect vô máy bay nó không có điện. Rồi ngồi trong máy bay thêm nửa tiếng. Nó phải đi hỏi coi cái cổng nào có cửa để nó tấp máy bay vô. Cuối cùng ra tới cửa luôn 3 giờ rưỡi sáng. Về tới chùa là 4 giờ rưỡi sáng, 5 giờ sáng. 5 giờ rưỡi tới giờ em lên sân khấu. Mấy Phật tử chùa nó thầy vô ăn phở. Nó dạ khỏi phở, bây giờ nó phờ dữ lắm. Thôi em khỏi ăn phở, không ăn phờ phơ được. Rồi rửa mặt đánh răng xong, 5 giờ rưỡi đắp y lên tụng kinh với chúng. Xong rồi nghỉ một chút xíu. Ngày hôm đó giảng 2 thời. Vì sao? Xô đã nhận. Đào két màn nhung gì ta kéo ra hết rồi. Thì thưa đại chúng là cái đó gọi là gì? Có những lúc mình định như vậy, chắc chắn là như vậy, nhưng cuối cùng mình phải học một bài học là gì? Phải rõ lý duyên khởi nhân duyên. Mình muốn cũng chưa chắc là được. Cho nên hiểu được như vậy, mình vẫn mở được một hướng khác cho mình. Miễn sao tới là được. Không hướng này thì lập cái hướng khác. Nhưng hướng khác này là chỉ tạm thời. Cuối cùng mình vẫn đã có một cái hướng của mình. Có những bác Phật tử hồi đó đi về Việt Nam, đi từ cổng này qua tới cổng kia bằng xe Căng Hải. Đâu có cần ai đưa đẩy gì mình. Đi xe Căng Hải, tiếng Tiều đó, tiếng Việt là hai cẳng. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi rồi, mình phải tự lượng sức, đi không nổi nữa. Lúc mua vé máy bay, may I have a wheelchair, cũng có xe cho mình đi, cũng có hướng cho mình đi. Cho nên già nó, bất cứ người nào, miễn mình muốn đi tới Việt Nam cũng sẽ có cách cho mình đi. Quan trọng là mình định được một hướng cho mình, và tùy cái sức của mình, và mình chọn một cái hướng. Và
Có những lúc mình tới cửa của chiếc máy bay rồi, cái việc cuối cùng phải làm là mình phải hiểu một điều, họ không thể đẩy chiếc xe lăn vào tận cái ghế ngồi được, mà mình phải đứng dậy và mình đi từng bước thật chậm của tự thân mình để tới được cái ghế ngồi. Cũng như là mình đã chọn cái đó, nhưng có những cái mình phải tùy duyên. Tại vì có những cái duyên nó không thể được như vậy. Người ta đẩy mình tới cửa rồi thì mình phải, giờ mình phải tùy chút xíu là so với cái chuyện mình tự đi tới cổng. Và chỉ cần từ cái cửa máy bay đi tới cái hàng ghế mình ngồi bao xa. Hiểu được như vậy, nhẹ liền, tâm mình bình an trước mọi cảnh duyên thay đổi, nhưng vẫn không lạc được. Thì hôm nay gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng mấy việc đó thôi. Và chúng ta sẽ nhìn vào một chuyến đi của mình để chúng ta quán chiếu và chúng ta học được một bài học cho mình. Thì bốn điều Pháp Hòa muốn thưa: một là phải định cái hướng, hai là phải chuyên cần siêng năng, ba là phải chuyên tâm vào công việc đó. Như lái xe biết có địa chỉ rồi, biết đường đó rồi, nhưng không thể lơ là bởi những đèn xanh đèn đỏ, bởi những cái bảng người ta biểu mình đi bao nhiêu tốc độ, để mình không gì, không bị trì trệ. Lỡ mình đi mà mình overspeed, cảnh sát kêu lại phạt mình cũng mất khoảng thời gian. Hay lỡ tai nạn xảy ra, mình mất thời gian nhiều hơn nữa. Và trên đường đi, dù đủ hết tất cả mọi cái chuẩn bị, nhưng có những cái nó trục trặc nó xảy ra. Nhưng chỉ cần chúng ta hiểu được đạo lý của nhân duyên thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng lèo lách, nhưng mà vẫn tới được cái hướng mình đã định. Đó là điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình còn được chút xíu giờ, quý vị có câu hỏi không? Là có quý Phật tử viết câu hỏi, nhờ mình chỉ làm lên cho để hỏi đúng không? Có câu hỏi. Dạ. Đạo hữu nào giữ mấy câu hỏi? Khi mà chờ đợi câu hỏi, dạ không biết ở trong đây có quý Phật tử nào muốn. Trong khi chờ đợi, Pháp Hòa có một câu hỏi đây. Pháp Hòa nghĩ mình chỉ cần 15 phút nữa thôi là mình sẽ xong. Mời đại chúng chúng ta vẫn bình an. Trong khi chờ gom câu hỏi lên, ai giữ câu hỏi đó thì mang lên rồi Pháp Hòa trả lời câu hỏi này. Bạch Thầy, cái áo tràng màu lam có ý nghĩa như thế nào? Tại sao có nhiều mảnh nối lại? Cái này thì thỉnh thoảng và cũng có chia sẻ rồi, nhưng mà nhân câu hỏi này thì ở đây thì mình cũng muốn làm trả lời cái câu này chút xíu. Thưa đại chúng, thật ra vào thời Phật không có cái áo tràng này. Thời Phật là cư sĩ đi chùa mặc áo trắng, có một cái tấm vải màu trắng vắt lên người để biểu tượng rằng tinh khiết trong sạch, cho nên gọi là bạch y cư sĩ. Cư sĩ mặc áo trắng để tượng trưng cho sự trong sạch, tinh khiết. Khi Phật giáo truyền sang đến các nước Á Đông, thì nước Á Đông như Trung Hoa, Việt Nam thì nước lễ nghĩa, cho nên phải kín đáo. Vì vậy mà các tổ đã chế ra cái áo này để mà cho các cư sĩ đi vào chùa mặc cho kín đáo khi chúng ta vào lễ Phật. Như ngày xưa phải kín đáo để vào cung vua. Người cư sĩ mặc áo màu lam, đặc biệt là cư sĩ Phật giáo Việt Nam, tượng trưng cho cái màu hương khói. Bởi vì cái hương khi mình thắp lên đó, thì cái màu khói nó nhẹ nhàng, nó xông lên.
ý muốn nhắc nhở người Phật tử tâm tư mình phải thảnh thơi giải thoát nhẹ nhàng những sự chấp trước, để mình có thể thảnh thơi như những làn hương khói. Bên cạnh đó còn mang ý nghĩa của nhẫn nhục. Quý vị nhìn đất ấy, đất mà nó chưa đủ già thì nó chưa phải màu nâu. Đất non thì nó màu gì? Đất non thì màu xám. Đất già thì màu nâu. Cho nên các thầy mặc áo nâu. Hai cái màu đó đều là đất và tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Cái áo tràng mình mặc đó, cái màu đất đó còn tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Bởi vì nhưng mà mình nhẫn nhục, đang trên đường nhẫn nhục, đất tâm của mình nó chưa đủ già, cho nên cái màu nó còn xám, đất xám. Nhưng mà tại sao lấy đất làm chuẩn? Bởi vì mình đổ nước sạch, nước dơ vào đất, đất vẫn nhận. Người tu của mình cũng vậy. Người ta khen, người ta chê, mình phải chấp nhận như là người ta đổ nước xuống đất vậy. Nước dơ, nước sạch mình vẫn chịu. Cho nên cái màu nâu này này, cái màu vàng vàng, cái màu lam đều tượng trưng cho nhẫn hết. Đó là cái ý thứ nhất. Rồi là chúng ta gọi là áo tràng. Chữ tràng là dài. Có khi gọi là áo trường. Áo trường là áo dài đó. Nhiều khi mình mặc đồ chưa đủ kín. Rồi trên cái áo tràng đó đó, các tổ mới chế làm 5 mảnh để ráp lại. Ở trước 2 vạt. Quý vị nhìn cái không có cắt nguyên miếng vải nha. 2 miếng vải nó xẻ nó ra. Thứ nhất là may như vậy cái áo nó mới đứng. Chứ còn nguyên một tấm vải nguyên á, cái áo nó lình phình là nó không có đứng. Cho nên ở giữa phải cắt nó ra thì may sao cũng vậy để cho nó đứng cái áo. Như vậy thì em trước 2 vạt. Ở làm sao? 2 vạt là 4 phải không? Ở bên trong còn có cái vạt nhỏ nhỏ. Đúng ra là cái vạt nó dài xuống luôn để nó che. Nhưng mà bởi vì mình hào tiện vải ngắn ngắn được rồi, nhưng mà vẫn có một miếng trong đó. Thứ nhất là để nó có cái nút, cái dây để mình cột lại, để nó cái cổ áo này nó không có bị hở. Thứ hai là cái miếng đó là cái miếng thứ 5 của cái áo đó. Tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho 5 giới. Cái áo tràng quý vị mặc đó, ở trước này 2 vạt nối, sau 2 vạt nối, bên trong có một cái vạt ngắn là 5 giới. Rồi ở phía sau có tấm vải lưng, tấm vải vuông đắp ở phía sau. Cái cổ này khoanh tròn. Người tu, người Phật tử phải luôn luôn sống tu tập cho vuông tròn, cổ tròn, vai vuông. Cho nên áo của các thầy mặc thường nhật ở nhà, mình mặc áo vạt hò đó. Cái áo vạt hò mình mặc, quý vị thấy không? Cổ thì tròn, ở bên trong đắp một cái miếng vải vuông, tượng trưng cho vuông tròn. Cho nên trên cái áo đó nó đều có cái ý nghĩa. Khi mình xếp áo tràng, mình mặc áo tràng xong là phải xếp áo, chứ không được cuộn áo. Trời, có nhiều Phật tử đi chùa xong rồi lộ cái áo, hai tay còn chéo mặt trái ra ngoài luôn, xong để tay quấn dồn vô cái giỏ. Một năm chắc giặt được ngày Tết. Cho nên cái áo tràng mình mặc xong rồi là phải xếp áo lại, không nên cuốn tròn. Tại sao? Vì khi mình xếp áo tràng là một bài đạo lý. Trước hết cái tay mình phải nắm ngay cái cổ áo. Cái người tu của mình cũng vậy. Người Phật tử mà chỉ cần nắm được cái sống áo thì tự động hai cái tay áo nó gấp vô, là mình cầm lên cái là áo nó ngay liền. Người Phật tử chỉ cần nắm được cái xương sống của đạo Phật, người đó làm sao lung lạc được ý chí, người đó làm sao bị người ta dụ dỗ đổi đức tin, đổi cái niềm tin của mình. Vì mình không nắm được cái sống áo của đạo Phật. Mình nắm được cái đó rồi thì hai cái tay áo tự nó gấp vô, cầm lên một cái áo nó vô liền. Xếp áo tràng mà không biết xếp thì làm sao cái tâm mình vững chãi, mình xếp được cái gì? Cho nên khi mặc áo tràng rồi là phải xếp áo.
nắm cái sóng áo rồi thì hai tay gập vô rồi nắm cái tay giăng nó ra, bỏ hai cái tay áo vô trong, cầm cái vạt bên ngoài gấp nó lại, tự nhiên cái áo vô một mảnh. Xong rồi làm gì nữa? Gấp cái áo lại lần hai, gấp lần hai nữa thành bốn lần, áo vuông liền. Tại sao không gấp gấp ba gấp bốn? Lúc nào người Phật tử cũng gì, đời đạo dung thông, cho nên cái áo tràng gấp hai lại, xong rồi gấp hai lại lần nữa. Các thầy tu cũng vậy, xếp cái y xong rồi là gấp cái y cho làm đôi, làm đôi rồi làm đôi, chứ không tùy ý gấp ngắn gấp dài gấp cục gấp viên gì hết, mà lúc nào cũng phân hai phân hai phân hai gấp lại. Mình phải quân bình cái tâm mình. Mình tu mà vui thì đi dồn dập, không vui nghỉ giận ở nhà. iPhone năn nỉ thì đi, không năn nỉ qua chỗ khác. Tu hành mà vậy thì làm sao không nắm được cái gì, cái đạo lý, không có vấn đề. Vậy quý vị hiểu được cao tràng chưa? Cho nên xin thưa đại chúng là lời Pháp Hòa tha thiết kêu gọi là quý vị nào mặc áo tràng, nhớ là khi mình mặc áo tràng không có đứng ở giữa chánh điện mặc, đứng qua bên mặc, hoặc là đứng ngoài cửa mặc, mặc xong rồi sửa áo rồi cho ngay rồi mới vô. Lỡ đi trễ cũng kiếm chỗ nào đó đứng mặc. Rồi khi mình mặc cái áo vô, cái tay mình gài để chứ không có đưa lên nguyên, rồi mặc xong rồi mình xếp cái áo lại. Phải có cái giỏ đựng áo tràng, chứ không phải ba cái shopping bag. Mình một Phật tử mà chỉ cái áo tràng thôi mà mình chưa trân trọng được thì làm sao giữ được cái gì? Cái áo mà mình làm chưa xong, làm sao giữ được cái tâm mình? Thật sự ra mình sẽ nói ôi ba cái đó hình tướng, nhưng mà thưa đại chúng, không có hình tướng thì không có nội dung. Tại sao mình mời khách mình phải để cái ly, cái dĩa dưới cái ly? Mặc dù cần ly đựng nước, mà cái dĩa để làm gì? Cái dĩa đó nó nói lên sự trân trọng của mình. Người ta chỉ cần thấy mình để cái ly trên cái dĩa thôi thì người ta hiểu được mình có trọng khách. Mình đâu cần nói gì đâu, đâu cần nói nè tôi trọng lắm mà tôi mới để cái dĩa nha, không cần. Mình đưa cái gì cho ai, mình đưa hai tay, chỉ nhiêu đó thôi, người ta hiểu được tâm mình. Cho nên đừng có nói là đạo Phật là nói lý không nói sự. Không có sự, không có lý. Mà bỏ lý, mà chỉ đi lý mà bỏ sự không được. Mà người chỉ lấy sự mà bỏ lý không được, lý sự phải viên dung. Cho quý vị thấy không? Chuông mỏ hai bên, bình hoa hai bên, trái cây hai bên, nhang một cây là phải thắp ngay giữa, lúc nào cũng quân bình như vậy. Cái thứ hai, tụng kinh thì kêu là mặc áo tràng. Tụng xong rồi, trước khi đi ăn nên để tôi ra áo. Khoan khoan, để tôi cởi áo cái đó. Không có xài chữ đó. Áo tràng là phải mặc và ra. Cũng giống như mình thỉnh quý thầy A Di Đà Phật, tới giờ cơm rồi con thỉnh quý thầy giải y. Thỉnh quý thầy lột y đi. Tu mà tao lột y là chết rồi. Y là phải giải. Còn hễ mà xả y là ra đời mới xả. Cho nên nó là, mặc dù nó là cái chuyện rất bình thường, nhưng mà từ đó nó nhích nhích, nó để cho mình, cái người Phật tử ở trong cái vòng mà mình được như vậy, cái cuộc sống của mình nó khác liền. Như nãy thầy Pháp Ân dạy mấy đứa nhỏ, ai cha mẹ nói gì phải dạ có dạ không vậy đó.
Không có cái đó thì mình thấy nó ngắn ngủn câu nói à. Yeah, I like it. Ah, I don't like. Vân vân. Thưa thầy, cho con hỏi, khóa tu mùa hè cho các em 14, 16 ở chùa thầy, thầy tổ chức ngày nào, tháng nào? Thưa đại chúng, mỗi năm ở bên đó có 3 khóa tu cho các em trẻ từ 12 tuổi trở lên. Mùa xuân là dịp Spring Break, mùa đông là sau Christmas, sau lễ Noel. Đặc biệt mùa hè đó thì mình có 2 khóa. Khóa cho các em từ 12 tới 17 và khóa cho các em từ 17 tuổi trở lên ở vào cái tuần cuối của tháng 7 mỗi năm. Tại vì khóa tu người lớn là từ đầu tháng 8, 1 tới 10 tây. 1 tới 10 tây tháng 8 là khóa của người lớn 10 ngày. Thì có đôi khi cha mẹ dẫn các em giữ cái tuần lễ đó xong, rồi cha mẹ giữ cái 10 ngày thì các em cũng ở lại để giữ với cha mẹ. Thì khi mà các em đi vào thời khóa của người lớn á, thì các em cũng có thời khóa của các em, nhưng mà nó lỏng ra. Tức là mình những giờ học hành mình vẫn cho các em, nhưng mà nó vẫn có giờ chơi để nó support, nó ủng hộ cho người lớn tu. Thì đó là cái chương trình. Nhưng mà hồi xưa Phó Hòa làm chung, nhưng sau các em nó cũng đề nghị là tại vì có những cái mà tuổi 17, 18 nó cần nói chuyện với nhau, thì các em 13, 14 ở trong đó không có tiện. Cho nên là cái khóa tu đặc biệt là các em từ 13 tuổi trở lên đó rất là cần, là tại vì có đôi khi có những điều các em bất đồng trong cuộc sống, có thể với cha mẹ gia đình, nhưng mà không nói ra được. Thì khi đi vào khóa tu mình mở cho các em những cái buổi hội thảo để cho các em có thể bày tỏ những cái điều mình trong lòng mình, để cho mình có thể nghe được và mình có thể truyền đạt được cho cha mẹ. Tại vì có những lúc nó không nói được với mình, thì cái khóa tu là như vậy. Hoặc là các em có thể gặp riêng với thầy để tham vấn, hoặc là các em ngồi lại với nhau. Và trong khi mà khóa tu các em như vậy, cha mẹ có thể tới khóa tu. Thứ nhất là phụ trong ban nấu ăn cho các em. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi các phụ huynh đông đủ, sẽ có những ngày hội họp cho phụ huynh, để phụ huynh ngồi lại với nhau, đưa ra những cái khó khăn mà mình gặp trong khi dạy dỗ con cái. Ai có những khó khăn nào, hoặc ai có những thành công nào, có thể chia sẻ ra. Và những cái buổi nói chuyện như vậy, cha mẹ rất là vui. Thứ nhất là có cơ hội quen biết với nhau. Thứ hai là thông cảm với nhau cùng những cảnh ngộ. Thứ ba là gì? Học hỏi với nhau từ những cái cách dạy dỗ con cái. Cho nên trong khi các em vào tu thì cha mẹ nếu dẫn các em tới thì các vị cũng không phải phí, mà các vị có cơ hội ngồi lại để bàn thảo với nhau. Mà luôn luôn là những cái buổi đó là Pháp Hòa đều tranh thủ có mặt với các vị phụ huynh để mình có thể học hỏi từ các vị. Dạ. Thôi còn câu hỏi nào nữa không? Hết rồi. Vậy là chân minh liễu rồi đó. Dạ thôi thì nếu như đại chúng đây không còn câu hỏi thì trước hết con xin một lần nữa xin cảm niệm quý tôn đức tăng ni đã hộ niệm cho con trong buổi nói chuyện này. Kế đến là xin chân thành cảm ơn thầy Pháp Ân, một huynh đệ với Pháp Hòa trong mấy mươi năm, và đặc biệt là thầy ở vùng Texas này. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa có Phật sự ở vùng này thì thầy luôn cố gắng bằng cái sức khỏe của thầy để trợ duyên cho Pháp Hòa. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái hướng đi Pháp Hòa chọn thì quý tôn đức tăng ni, những bậc trưởng thượng, những bậc thầy tổ, những bậc sư anh sư chị lớn của mình luôn luôn trợ duyên và yểm trợ cho mình. Và nhờ vậy cho nên mình có đủ cái năng lực, niềm tin, niềm vui, và mình tiếp tục con đường mình đã chọn. Và bên cạnh đó thì những Phật tử thân thương ở các nơi đã nỗ lực để mà tổ chức những buổi sinh hoạt như thế này. Ví dụ như tối hôm nay, rất nhiều những Phật tử địa phương ở đây đã đem hết tâm sức của mình để mà tổ chức như thế này. Và hơn nữa là các vị Phật tử ở đây cũng như các vùng phụ cận
sau một ngày đi làm về mỏi mệt, nhưng vì tình thương cho Pháp Hòa và quý vị đã vượt hết tất cả những cái hướng khác để cùng về một hướng này, để chúng ta ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ từ chiều đến giờ. Thì như vậy thì chúng ta đã đi cùng một hướng, và chứ quý vị đã từ chối những hướng khác để cùng về một hướng này. Và mong rằng cái hướng đi này chúng ta mãi mãi trợ duyên cho nhau, để chúng ta cùng về một cái chỗ chung với nhau, đó là chúng ta đều trở thành những Đức Phật. Đức Phật ở đây không phải là phóng hào quang đi trên nước, ngồi trên lửa, mà Đức Phật ở đây là những người sống có an lạc, có thảnh thơi, có tuệ giác để quán chiếu về cuộc đời này, và đủ khả năng tiếp dẫn những người xung quanh mình để cùng đi với mình tới cái chỗ viên mãn. Xin cảm ơn tất cả đại chúng rất nhiều.